Xin chào các bạn đã quay lại kênh YouTube của công ty Hàng Giống Việt Nam. Mình là Lượng, nhân viên kỹ thuật công ty. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ấu con cảm biến nhiệt độ VT100 cho cái đồng hồ nhiệt AX. Thì tất cả các dòng luôn nha. Cụ thể trên tay mình đây đang là cái dòng AX4. Rồi, thì chúng ta cùng xem sơ đồ. Các bạn cần phải đấu vào chân 10, 11, 12 đây ngõ dòng cảm biến của nó. Về VT100 thì nó sẽ phân biệt theo kiểu là A, B, B. Là cái chân A là cái chân một màu nè, chân B là chân hai màu giống nhau. Cảm biến công nghiệp thì nó sẽ ra 3 dây hai màu. Rồi thì bây giờ mình bắt đầu mình đấu cái chân riêng lẻ một màu vào chân số 10 và chân 11, 12 thì là cái màu hai màu giống nhau. Đây tương ứng với ba chân này 10, 10, 11, 12. Rồi trên tay mình đây đang có một con cảm biến nhiệt độ VT100. Thì con này giải đo nó từ 0 đến 150 độ. Nó ra ba màu chúng ta, xanh, đỏ. Rồi đầu tiên là chúng ta sẽ cấp màu đỏ vào trước. Màu đỏ vào chân số 10 trước. Rồi màu xanh. Khó nhiệt chúng ta ở đây. Lộn. Rồi màu xanh còn lại. Rồi xong. Nguồn thì đối ở chân bên đây nha, chân 56. Bây giờ công việc đầu tiên là bắt kiện lên. Ồ lên luôn hả? Khoan, các bạn đừng vội mừng nha. Bây giờ mình cần phải kiểm tra là nó có đúng là cái con cảm biến VT100 hay không. Thì đây các bạn xem lại cảm biến nhiệt độ của nó là VT100 này nha. Rồi con này là cảm biến nhiệt độ nó không khí nên nó rất nhạy. Rồi tiếp theo nữa các bạn nhấn giữ nút MD và nút mũi tên sang trái hai nút trong 3 giây để mình vào trên cài đặt. Ở đây là cài đặt cảm biến, các bạn nhấn nút mũi tên qua trái cái. Sau đó mình nó thấy nó nhấp nháy, các bạn nhấn mũi tên lên. Mũi tên lên tới khi nào thì tự chữ BT nha. Rồi nhấn nút mod để lưu lại. Rồi nhấn giữ nút mod và nút mũi tên sang trái để thoát ra. Đó, bây giờ nó mới nhận nha, chứ hồi nãy là nó đang nhận nhiệt độ là cao đó. Rồi để biết nó nhận hay không thì các bạn thử dùng cách nào đó để mình thử. Mình phải quay tay mới được. Đó, lên nhiệt rồi đó. Như vậy là nó sẽ đã nhận được cái vòng giòn VT100. Thì ở đây do điều kiện mới lạnh nên nó rất lạnh, chứ không phải là nhiệt độ ảo đâu nha. Thì hồi tế rồi. Rồi nếu các bạn cảm thấy video này hay, hữu ích, vui lòng để lại like, subscribe cũng như là share. Thì các bạn xin chào và hẹn gặp lại.